cây của bác. Anh Minh ra đây hết tiền, không có tiền mua cây. Anh đo xem thế nào, có tiền nào ấy. Tiền của mình cây của bác, bác muốn làm. À. Cắt. Cắt đôi được. Rút cái nó già luôn cả. Rút cả cục. Cái lá nó đẹp. Kinh thế nhỉ. À cái rễ thì phế rồi bỏ. Anh đô rồi vào cây bé này chắc cây bé lại sốt rồi. Không, anh thì đây, anh thì tôi mua đây. Ra đây. Anh bán đây. Anh bán đây. Thằng bán. Không mua không phải bác á. Không có thằng chủ xe nó khác đâu không bán. Chủ xe nó khác. Đây là thằng chén rồi. Xem nào. Đây lấy đục. Ăn đi thì về làm. Cạp thì cạp mới đấy. Sao cả? Không. Mua phát cắt luôn. À. Cắt cho chủ tiếc đúng không? À. Táo bạo. Ba ngay tại trận. Táo bảo đấy. Mua xong này. Anh ơi. Táo bảo đấy. Táo bảo đấy nhỉ. Hả? Cho 3 triệu rưỡi. Ba ngay lập tức. Rồi ok. Đó, đục thật à? Cắt thật à? Đục cái này dễ ăn vào đá lắm. Cắt cái một chuẩn thôi. Không đồ đục mẻ thôi. À mẻ đục thôi à. Đục đi mượn mà mẻ lo gì đúng không? Quá được. Cho vào cái chậu cái lại chục bạc. Ôi giời. Em không nhận câu này mà ngày xưa mua cây của em rồi. Nhà mua rồi đấy. Ta bảo ở trong xưởng khênh khá hồn. Chắc anh béo, anh ấy chạy. Cứ cắt bớt đi lại thêm tiền nhỉ. Được rồi, mấy đình về Bắc Minh ra. Bắc Minh ra đây hết tiền, không có tiền mua cây. Xem thế nào, có tiền nào ấy. Tiền của mình cây của bác muốn làm. Cắt đôi được. Rút cái nó già luôn cả. Rút cả cục. Cái lá nó đẹp. Kinh thế nhỉ. Ba một cây này. À cái rễ thì phế rồi bỏ. Một triệu. Chủ cây đâu rồi? Anh đô rồi vào cây bé này chắc cây bé lại sốt rồi. Không, anh thì đây, cây đấy. Anh thì tôi mua đây. Ra thằng bán đây. Thằng bán đây. Thằng bán. Không phải bác á. Còn thằng chủ xe nó khác. Đâu có bán. Chủ xe nó khác. Đây là thằng chủ cây. Trên cái xe này có khoảng độ 10 cái chủ cây. Đâu cái nào mang ra đi. Đây là mua luôn cái này. Giả. Ông đừng ghét, ông ghét tôi vừa thôi. Phong cách người chợ đây, phong cách người chợ. À, ăn con kia. Sôi động quá nhỉ. Con này coi như là tạm dừng rồi. Cắt thế thôi, bây giờ sang xem con kia. Ôi giời ơi, sôi động quá. Như mổ bò ấy nhỉ. Trầm mực, mai đá. Không thôi. Ủa. Như anh là tôi đến thật ra ra hơi nào. Bác đến bác về gặp tí cái này. Không có bán tí nữa lúc nó trở về giờ trời đó. Như bánh trưng. Mua đất à? Đấy mua đất. Đấy mới gọi đi mua đất đây này. Bay về đâu là toàn giả vờ. Sợ rồi. Các cháu đấy tiền nó biển. Ăn cả cặp từng vi luôn. Ăn cả cặp. Cô to quá nhỉ, như mổ bò nhỉ. Như cắt bánh gato ấy nhỉ. Không ạ. Cho anh ạ. Hai cái nhá. Vâng. Ôi luôn. Tươm quá lại được cặp chậu rồi. Một tròn một vuông quá chuẩn. Đấy, vừa khít luôn. Hôm nay là đi chợ có công rồi. Chốt chi. Rất là về dọc cây còn dọc cây phải đi mua. Đúng. Thế mà
toàn đất thịt đấy. Đấy, nhưng mà nó đất phải trộn. Không có lì lắm. Hôm nay thế là ông nào cũng có quà đấy. Ông được đất, ông được chậu. Cái coi khơi khơi cũng mau có tỷ đạo. Ông kia ông chủ mình bán để ông lấy đất. Ờ. Bây giờ là tân thu càng nhỏ càng tốt. À, thôi ông đập ông rũ để dễ không. Đập ra mặt đây, đập 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 đi. Giao đàng kiệt nhỉ. Ôi. Giờ cây thì một người bê tốt. Cái này là ông nào lấy đây? À hay quá đấy. Cái này thì có chờ được không? Này, này là bán bao nhiêu không? Bán bao nhiêu đây? Cây này giờ bán bao nhiêu? Mấy triệu. Chục triệu không? Cây này giờ bán bao nhiêu? Thì đang hỏi giá. Chục triệu. Bao tiền đỡ phải chờ về? À làm lại. Chục triệu đi. À vậy vậy phải thổi hồn vào đã chừng mới bán đúng không? Úi giời. Từng ghi oánh cả cụm. Chục triệu là bán gì? Ừ. Chục triệu bán gấp. À bán luôn. Không phải làm nữa. Thôi không ngờ đấy. Đi đi đi. Đây đỏ thế, mẹ nhà phải làm hai cây. Rồi em. Đây. Lấy tiền đấy. Mấy tiền này? Vừa bán ấy. Đây của anh ấy. Đang định ra để cộng. Điều 11 củ có ăn được không? Điều 11 củ có ăn được không? Hả? À? Tươm thế gì nữa? 11 củ. Bảo 11 củ có mua được không? Hả? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Ừ, nhưng mà 11 củ có bán là có mua lại được không? Thế à? Ui, giảm 15 củ à? Thế thì thế là có tiền rồi. Đây, ra đây xem. Em Minh không có chả biết để hỏi. Anh Minh ơi, 75 năm nay anh 49. Anh Sơ chuẩn bị bán cây đây này. Tính lịch dương. À, tức là vừa cắt một chỗ này thôi đúng không? Không, nhưng mà em... Đông Anh, mừng cho cái kia. Đông Anh, có tay cái này nổ đây. Nổ à? Nổ chưa? Chết, chết, chết. Sang tây luôn. Em lấy rồi anh ạ. Chị, bác ơi. Bác này bảo ông kiện anh đánh xe trở về cho. Ông dọa tôi làm tôi cứ dưng bắn cả người đi vậy ông lại ông lừa tôi triệu bạc cái tải tôi mua kết bữa cái tải về tôi đóng tiền đúng không? Hồng đúng không? Con này búp hồng nhưng mà đẹp. Con này là cánh sen. Búp hồng nhưng mà đẹp. Tết này là răm mập đấy. Đó, quý vị vui chưa? Để sang khu vực bên này tí nào. Sang khu vực bên này tí nào. Có mấy cái kim sao tùng đây. Ai chà. Xe hàng. Kim Sa Tùng. À, làm cốc vối đá nhưng mà đang tác nghiệp. À được được được. Đây dâm này. Dâm. À ông chén chưa? Ông chén chưa? Chén chưa? Chén nó chưa? À chén rồi à? Làm quả xô đấy ác đấy nhỉ? Để vào xem nào.
Không, càng cất càng dễ mất đâu. Này. Càng cất càng cất càng dễ mất. Này, hình như là cây này mang về để phần ông hay sao ấy. Có để ngoài kia mua mất. Rồi, cảm ơn bác. Em chén nước không? Em chén ngồi ngồi ngẫm xem nào cây này để ở đâu như nào. Mịn tít sạch sẽ. Ông chủ ngồi sờ sờ nó cắt vào ông này nó cắt đi. Không bán đâu. Đấy rồi. Yeah. Càng cất mình lại càng hắc. Em mà cứ cái loại này vào được nhưng mà không thể ra được. Mắc mắc. Ôi thôi. Thuốn thuốn vào là thôi đấy này này. Lại phải nhờ nhờ bác sĩ gỡ ra được. À, hay quá. Cái món mà đẹp càng cất người ta lại càng ham. Càng càng cất người ta càng ham, người ta càng tìm đến. Nên tìm mấy? Bao nhiêu tiền anh Hải? 2 triệu. 2 triệu thôi à? 2 triệu là kỵ, không tính tiền cái xô rồi đâu. Cái xô nó vẫn còn lành, vẫn dùng được. Xô 50.000. 600 nữa. Ông xem đi đâu làm gì cho mỏi chân, quất luôn đi. Đấy, quất luôn ở đây, phải đi đâu. Đi đâu mỏi, mỏi mệt lại quay về đây cho mà xem. Thế còn cây kia trên đá bao nhiêu anh? Đây không đá 600 à? 600 à? Nào, nổ lại cái số điện thoại cái nào. 032 6292 6292 514 Hải An Khánh. Hải An Khánh. Đó. Sống bằng tình cảm thôi. Vợ bán nước. Vợ bán nước. Để xem cây 600 cái nào. Đó là cây si. Còn kia là cái me. Kinh đấy nhỉ. Hôm nay hết hàng sao còn có mỗi 2 cây. Bán được 3 cây rồi. Ôi trời ơi. Tặng em là chín. Thế thì hôm nay là không cần bán thêm nữa đâu. Kim Sa Tùng. Kim Sa Tùng. Đây. Này làm cây dâm này, làm cây dâm. Cái này ơi. Chén cây dâm này về được đấy. Làm cái dâm này. Dâm Thái. Kim Sa Tùng. Cái này thơm lắm. Thơm. Thơm lắm. Mình thích cái mùi của cái cây này. Tùng à. Rêu và chậu. Hay đấy. Đây nghệ vời đây, nghệ vời hôm nay hết đồ khủng rồi. Si với đa to to là rắc bay hết rồi. Giờ chỉ còn mấy cây mai thôi. Một cái cầu si kia nữa. Cầu si. Ôi, tầm nước rồi. Này ông ơi, có đồ quý đang để uống mặt trà kìa, ông vào ngay. Kim Sa Tùng không ạ? Thơm lắm. Lá thơm lắm. Toàn cốt đẹp. Tiền thì chả biết bao nhiêu. Chả biết chủ là ai.